Các bạn thân mến, bây giờ là 14 giờ 33 phút chiều. Những chuyến hành trình của Trao thì thường nếu mà ở những nơi xa quá mà không có hàng quán thì mình chỉ có một bài duy nhất, đó là no đói tại mồm thôi. Một bài duy nhất là dùng mồm thôi, và mình đã xin được một bữa cơm ở nhà một em gái tên là Gia, cũng rất là xinh xắn. Thì lúc đầu em ấy có trêu mình là chỉ ăn cơm với cơm trắng thôi, nhưng mà mình cũng không có quan trọng, không có đòi hỏi gì cả. Thì ăn cơm trắng cũng được, chỉ cần có tinh bột là được. Nhưng mà khi mà dọn mâm ra thì em có gia đình có chuẩn bị được một ít cá như này, thì mình cũng rất là xúc động. Thì thực ra ở những vùng đất như này thì đồ ăn thức uống nó rất là khan hiếm, kể cả hàng quán nó cũng vậy. Nên là để có được một bữa cơm như này thì em ấy cũng đã phải chuẩn bị rất là kỹ, vì mình cũng là một người phương xa xa lạ đến. Để đến được nhà của Gia, một cô gái người Mông ở đây, thì cha phải đi khoảng gần 400 km thì mới có thể đến nơi được. Hai anh em thì biết nhau trên mạng thôi, thì mình thì được mọi người biết đến trên TikTok là kẻ Gia dân bản, và em ấy cũng biết mình qua đó, thì em ấy cũng cũng khá là hâm mộ, gọi là hâm mộ. Thì em ấy mời mình đến nhà chơi. Thì hôm nay mình đến nhà chơi thì cũng không có bố mẹ ở nhà đâu, có mỗi mình em ấy ở nhà thôi. Thì để mà gặp được nhau thì cũng phải gần 2 giờ chiều chúng tôi mới gặp được nhau. Ăn cơm thì bữa cơm cũng đơn giản lắm, chỉ có ớt này, đó, một chút cá kho này, một chút cá kho, kho với sả, phải đúng không? Một chút cá kho với sả và một bát nước lọc thôi. Đó, những nhà này thì chúng ta cũng có thể phản ánh được phần nào đó đời sống của những người dân vùng cao. Ở đây thì thực phẩm thứ nhất là khan hiếm, thứ hai nó xa chợ, nó không gần chợ búa. Còn nếu mà gần chợ búa thì thực ra là nó rất là dễ dàng rồi, mua cái gì cũng được, mình cũng không ngại cái việc đó. Nhưng mà ở những vùng quá xa như này thì thực sự là chợ búa không có, chỉ có những phiên chợ phiên thì mọi người đi chợ thì mới mua được thức ăn thôi. Mọi người không có tủ lạnh để tích trữ đồ ăn, mà thường thì cho thấy là mọi người chỉ ăn cơm trắng với rau thôi. Nhưng ngày hôm nay mình đến này mà được em Duyên nấu cho hẳn con cá ăn như này, mình đã quá xúc động rồi. Những chuyến hành trình mà Trao thì phải vui là nó đói tại mồm. Mà thực ra là mọi người vẫn thường nói mình là đường tăng 4.0, hoặc là cái thằng này nó chỉ chuyên đi ăn xin của bà con thôi, của người dân thôi. Nhưng mà Trao nói thật rằng chỉ hoặc thông qua bữa cơm ấy, không phải chỉ có, mà thông qua bữa cơm thì chúng ta cũng sẽ hiểu được phần nào về cái cuộc sống của mọi người. Thế là bình thường mọi người hàng ngày ăn gì, đúng không? Thì ăn cái gì nó cũng sẽ phản ánh được cái kinh tế của vùng đất đó, của gia đình đó. Ví dụ ăn nhiều thịt thò hay rau cỏ hay nhiều món ăn ngon thì chứng tỏ là đời sống của gia đình tốt, là vùng đất đó có kinh tế tốt, hoặc là gần chợ gần búa, hoặc là sẵn sàng sẵn thực phẩm chẳng hạn thế. Và khi bữa cơm nó chỉ có rau thôi và có những món rất là đơn giản thôi, thì chúng ta cũng hiểu là cuộc sống nó còn khó khăn. Còn thông qua bữa ăn thì Trao thường đều sẽ gửi tiền hết, Trao không để ai phải thiệt cả, nên là mọi người cũng yên tâm. Cái nữa là mình có một cái tính là nếu mà xin cơm ấy, là mình không nói là mình sẽ trả tiền, mình không bao giờ đặt vấn đề như thế. Mình chỉ nói là em đói quá, hoặc là em đi đường xa, em lỡ đường thì em xin một bát cơm chẳng hạn như thế. Thì mình muốn là mình không muốn mang tiền ra để có thể giải quyết vấn đề, mà vấn đề của mình là mình muốn cho mọi người xem là tình cảm của người vùng cao thì nó sẽ như thế nào. Đó, thì có những vùng đất thì mọi người sẵn sàng, thì cả nhà chỉ có một bát mèn mén thôi, thì mọi người vẫn sẵn sàng là mời vào nhà ăn cơm. Thì đấy mới là cái điều đáng quý. Thì để mọi người hình dung được rằng là tình cảm của người vùng cao nó như thế nào, thì thời gian vừa qua thì Trao cũng có đăng một vài video trên TikTok, thì có rất nhiều những bình luận mà mình thấy nó cũng khá thực tế. Đó là việc người miền xuôi, người vùng thấp lên vùng cao có thể xin ăn một bữa cơm được, mà mọi người cũng rất là thoải mái. Nhưng mà người vùng cao xuống xuôi mà xin một bữa cơm thì chắc chắn là không thể được. Đấy, thì mọi người hay nói cái câu chuyện đấy thì mình nghĩ là nó cũng đúng. Rồi với cương vị là những bạn ở trên vùng cao mà xuống miền xuôi mà xin cơm thì mình nghĩ rằng là có phần ít gia đình là sẵn sàng có thể là cho ăn nhầm bữa cơm. Nhưng mình là người miền xuôi lên vùng cao chắc chắn là xin cơm kiểu gì cũng sẽ được ăn. Thì mọi người cũng tranh cãi nhau về vấn đề đấy, mà mình thấy là cũng không thể vơ đũa càng nắm được. Mỗi vùng, mỗi người, mỗi tính cách thì nó cũng khác nhau, nên là không thể vơ đũa càng nắm được. Có thể người này không cho nhưng người khác lại cho đó.
nên là chúng ta cũng không thể quy chụp được, nhưng mà dù sao thì ở đâu cũng có người tình cảm, người không tình cảm. Chúng ta không thể ép là người này phải tình cảm với tôi, người kia phải tình cảm với tôi, điều đó là không thể. Có thể những cái tiếp xúc lần đầu, những lần gặp lần đầu mà chúng ta đã không mang lại thiện cảm, không mang lại cảm tình thì không thể nào mà chúng ta phải có những cái bước tiếp theo được đó. Thì đôi khi cũng là do chính bản thân mình nữa, mình phải rút ngắn được khoảng cách, mình phải tạo ra được thiện cảm thì mới có thể xin được cơm của bà con. Đấy là mình chỉ nói trong chuyện xin cơm thôi nhá, không phải còn rất là những chuyện khác nữa, tiếp xúc nói chuyện rồi đủ thứ nữa, nhưng mà mình chỉ nói trong cái phạm vi là làm sao để. Ôi dồi ôi. Xin chào. 100 điểm. Xin quá. 100 điểm. Đây đây chính là cô bé Diêm mà ngày hôm nay cha xin cơm này. Em mặc nhanh không? Em mặc nhanh. Chứ anh không ăn được cơm nữa rồi. Vậy ăn đi. Thôi. Mà cũng có một điều mà mình phải giải thích với mọi người là video mà mình quay với các bạn gái là mình luôn luôn giữ khoảng cách, mình không bao giờ đi quá khoảng cách gì cả, và mình chỉ muốn mọi người nhìn thấy được tâm tư tình cảm của những bạn gái vùng cao thôi. Đó cũng rất nhiều người thắc mắc, nhưng mình cũng sẵn sàng chia sẻ, mình cũng không có giấu, mình chỉ muốn mọi người thấy được những cái đáng yêu, những cái nét mà mộc mạc của những bạn gái vùng cao thôi. Này bây giờ ăn cơm xong rồi cha sẽ tiếp tục quay video chính của mình. Mọi người nhớ đón xem trên kênh YouTube Mang Vlog nha. À, làm thế nước lọc ấm bụng. Đây là ăn cơm chan nước lọc, còn nhiều nơi thì người ta có ăn cơm chan nước chè cơ. Chỉ cần có nước là chan được. Chỉ có đi thì chúng ta mới hiểu được, mới biết được. Để các bạn ăn cơm chan với nước lọc, không biết là các bạn ăn được không, nhưng mà đối với mình đó, điều đó thực sự rất là đơn giản. Được cho ăn cơm đã là mừng rồi. No.